Bố anh Kimbo xin chào bà con. Ngày hôm nay thì em lại tiếp tục lên sóng này, chào bán cho quý vị ba mẫu xe Nhật. Các chiếc này thì đều là phiên bản đủ hết mọi người nhé, đều là phiên bản đủ hết. Nhanh quanh trong cửa tiền hơn 100 triệu thôi là chúng ta đã sở hữu được một chiếc sedan phân khúc B nhé, chất lượng Nhật, thương hiệu Nissan. Thương hiệu Nissan, động cơ máy 1.5, động cơ máy 1.5 các nhé, siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đối với những chiếc xe này thì chúng ta hoàn toàn yên tâm khi chúng ta đi lại nhiều thì rất là kinh tế đây, cho các bác chạy taxi dịch vụ đây, trong khuôn dao động trong khuôn 5,5 lít đây, 5,5 lít đến gần 6 lít trên 100 km đường trường này, ngang với những chiếc xe hạng A đấy các nhé, ngang với những chiếc xe hạng A thôi, quá là hợp lý cho bà con đi lại nhiều hay là chúng ta chạy dịch vụ taxi thì rất là tiết kiệm nhiên liệu, rất là kinh tế cho bà con đấy. Những dòng xe Nhật này thì luôn luôn sở hữu chất lượng siêu bền bỉ rồi. Đây là bà con hoàn toàn yên tâm khi sở hữu đây. Máy số thì quá lành luôn. Máy số quá lành. Đấy, phụ tùng rẻ. Sơn xi cả ba chiếc thì đều còn đẹp căng luôn các nhá. Đẹp rất là đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn. Chiếc này 2013 này, 2013, 2014, 2015. Đấy, từ hơn 100 triệu đồng thôi. 185 triệu đồng là bà con đã sở hữu được một chiếc xe Nhật chất lượng bền bỉ, rộng rãi. Ở chiếc sedan phân khúc B nhưng mà khá là rộng các bạn, cực kỳ là rộng luôn này. Đây, cho bà con xem. Đấy. Đời 2013 Nissan Sunny 2013. Đây, bàn đủ rồi. Rất quá rộng luôn. Cửa gió điều hòa. Đây. Trần 3D. Màu đen. Tên tư nhân. Biển tính này. 185 triệu các bác nhé, 185 triệu là các bác đã sở hữu được chiếc Nissan Sunny 2013 này, biển tính này, tên tư nhân, xe rất là đẹp và cứng luôn nhé, dàn nốp này, dàn nốp kè rãnh rất là dày luôn, đây, có la răng đúc nhé, có la răng đúc, có màn hình cam mùi cam hành trình đầy đủ rồi, đăng kiểm tháng 6 này, cam hành trình cam mùi này, máy số không màn luôn, đấy, máy số không màn, hột kèo zin, 185 triệu, đấy, chúng ta đã sở hữu em nó rồi nhé. Sơn xí rất đẹp luôn nhé. Đấy, tiếp theo chiếc màu xanh đá, màu xanh Mazda này. Đấy, chiếc này thì là đời 2014 cả nhà nhé, 2014. Đấy, mọi người quan tâm thì đến chiếc xe nào thì alo cho bố máy Kinh Môn, số điện thoại 0354 152 888 nhé. Địa chỉ để xem xe trực tiếp là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Đấy, để được xem xe trực tiếp và được để em tư vấn nhiệt tình hơn, nhiệt độ cho các bác nhé. Màu xanh Mazda, xe sơn xi xinh đẹp luôn nhé. Chiếc này thì em vừa mới về thôi, cũng có trang bị màn hình nhé. Chiếc này thì chưa có la răng đúc, vẫn là la răng thường, nguyên bản nó là la răng thường các bác nhé. Đây, cửa gió này, trần nỉ này, đăng kiểm tháng 7. Chiếc này thì em cho rút hồ sơ rồi, bà con chỉ việc sẵn lấy xe vẫn sẵn vào tên là đi thôi. 195 triệu. Tiếp theo chiếc màu đen tiếp này. Chiếc này cũng lên rất là nhiều đồ. 2015. 2015. 205 triệu. Đây. Xe rất là cứng luôn bà con nhé. Đây. Tặng bà con thêm quả trầm này. Hai cửa điều hòa. Nội thất màu lâu rồi. Trần 3D. Lên full đồ chơi. Lên full đồ chơi bà con ạ. La răng đúc này. Dàn nốp rất là ok luôn. Màn hình. Đấy, màn hình Android này, 205 triệu đồng nhá cho mẫu xe này. Đấy, bà con nào quan tâm thì cứ alo cho bố máy Kinh Môn nhé, đăng kiểm đến tháng 12. Đấy, mọi người quan tâm thì cứ alo cho em để được em tư vấn hỗ trợ cho bà con nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.